Xin chào các bạn, chào mừng bạn quay trở lại với Top Sao Hàn. Và như thường lệ, ngay sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý có trong ngày. Nhiều idol K-pop khi đứng một mình đã tỏa sáng, nhưng khi hai người chụm lại thì nhan sắc ấy còn tăng lên gấp bội. Và mới đây thì netizen đã bình chọn ra những cặp đôi visual đỉnh cao nhất của K-pop. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem họ là ai nhé. Thứ nhất, V trong cốc của BTS. Hai mỹ nam với nhan sắc hàng đầu K-pop và thậm chí là top đầu thế giới đứng cạnh nhau thì chuyện gì sẽ xảy ra? Đương nhiên là các ARMY sẽ thường xuyên chết chìm trong biển visual tràn ngập rồi. Trong khi V là mỹ nam sở hữu vẻ đẹp sắc sảo siêu thực như những nhân vật được tạo ra từ đồ họa máy tính, thì Trung Quốc lại thu hút fan nhờ ngoại hình bảnh bao, khi thì nam tính hết mực, lúc lại đáng yêu hết nấc. Vẻ đẹp vừa có nét đối lập vừa bổ trợ cho nhau của V và Trung Quốc đã tạo thành tổ hợp visual đỉnh cao nhất nhì K-pop. Thậm chí khi BTS vươn tầm thế giới, V Cook còn trở nên nổi tiếng toàn cầu. Thứ hai, Jennie và Jisoo của Blackpink. Cặp chị em nổi tiếng thân thiết của Blackpink thường xuyên đem đến cho fan những bữa tiệc visual và khí chất đã mắt. Cả Jennie và Jisoo đều vô cùng tỏa sáng và lộng lẫy khi đứng riêng một mình. Bởi vậy, khi bộ đôi này song kiếm hợp bích, fan đều đau đầu vì không thể chọn ra nổi ai đẹp hơn và thu hút hơn. Vẻ đẹp thánh thiện, nhẹ nhàng và ngọt ngào chuẩn hoa hậu của Jisoo kết hợp với nét cá tính quyến rũ và sang chảnh của Jennie đem đến tổ hợp visual chết người. Thứ ba, Sana và Chewy của Twice. Bộ đôi visual của Twice tỏa sáng và lộng lẫy nhất khi đứng cạnh nhau, gương mặt đẹp nhất thế giới Chewy cùng thánh hút fan Sana tạo thành tổ hợp nhan sắc xuất chúng và áp đảo. Nét đẹp cổ điển thanh lịch của Chewy và vẻ ngọt ngào đáng yêu nữ tính của Sana nâng tầm và bổ trợ cho nhau. Được ngắm combo visual này mỗi ngày thì đúng là nhất các oan rồi. Thứ tư, Taeyong và Yehwin của NCT 127. Hai nam thần của NCT 127 sở hữu nhan sắc và khí chất hoàn toàn khác biệt. Nếu như Jaehyun ghi điểm nhờ khuôn mặt điển trai ấm áp tựa như soái ca trong tiểu thuyết, thì Taeyong lại gây ấn tượng với vẻ đẹp hoàn hảo sắc lạnh tựa nhân vật trong truyện tranh. Dù đẹp theo hai kiểu khác nhau nhưng mỗi lần Jaehyun và Taeyong sóng đôi, dân tình lại được fan náo loạn vì bộ đôi NCT 127 quá đẹp trai và bảnh bao. Ngoại hình siêu thực của tổ hợp visual này mang đậm phong cách SM. Thứ năm, Mingyu và Wonwoo của Seventeen. Bộ đôi mỹ nam của Seventeen không chỉ tương đồng trong tính cách mà đến cả ngoại hình cũng hợp nhau đến không tưởng. Mingyu chính là thành viên nổi tiếng nhất nhì trong nhóm nhờ ngoại hình đúng chuẩn bạch mã hoàng tử, vừa ấm áp đĩnh đạc vừa mạnh mẽ nam tính. Wonwoo lại khiến fan nữ chết lên chết xuống như nét sexy lạnh lùng chết người. Mỗi lần tổ hợp visual của Seventeen đứng cạnh nhau thì khung cảnh xung quanh như trở nên bừng sáng. Đặc biệt thì hai soái ca của nhóm nhạc đông dân còn sở hữu chiều cao lý tưởng. Mingyu cao 1m87, trong khi đó thì Wonwoo cao 1m82. Thứ 6, Wonyoung và Minju của IZONE. Nàng center tuổi teen Trang Wonyoung và nữ thần thế hệ mới Kim Minju cũng tạo thành combo visual đẹp như tiên của IZONE. Cả hai đều sở hữu khuôn mặt nhỏ nhắn thánh thiện cùng nụ cười ngọt ngào, đôi mắt to tròn. Vẻ đẹp trong sáng nữ tính của Minju và Wonjong vô cùng hợp với gu của netizen Hàn và thường xuyên được công chúng khen ngợi. Thứ 7, Jeno và Jaemin của NCT. Vốn đứng riêng một mình đã đủ đáng yêu rồi, nhưng khi hợp lại thì trông Jeno và Jaemin càng dễ thương và điển trai hơn gấp bội. Bộ đôi mỹ nam trẻ tuổi của NCT Dream khiến các fan chỉ tan chảy vì vẻ ngoài bảnh bao nụ cười ngọt ngào. Thứ 8, Hyungwon và Minhyuk của Monsta X. Hai thành viên của Monsta X đều sở hữu combo nhan sắc chết người là ánh nhìn mơ màng cùng khuôn mặt điển trai khó cưỡng. Khi Hyungwon và Minhyuk đứng bên nhau, các fan Monsta X có ngay cho mình tổ hợp visual đầy ấn tượng, ngắm mãi cũng không thấy chán. Thứ 9, Siwa và Miyeon của Jiayu. Siwa là mỹ nhân người Đài Loan sở hữu vẻ đẹp kiêu sa, thanh cao, khả ái, là nhân tố nhan sắc rất được chú ý hiện nay. Trong khi đó thì Miyeon là nữ thần nổi danh của thế hệ mới với vẻ đẹp hoàn hảo không góc chết, được ca ngợi đã đạt đến đẳng cấp diễn viên. Tổ hợp nhan sắc do hai mỹ nhân Siwa và Miyeon tạo nên đã bỏ bùa mê nhiều fan. Đứng một mình đã đủ đỉnh rồi, nhưng khi sóng bước bên nhau, vẻ ngoài lộng lẫy sang chảnh của Siwa và Miyeon được nâng tầm hơn. Thứ 10, Changwu và Moonbin của ATRO. Changwu và Moonbin là bộ đôi sở hữu vẻ đẹp chuẩn mỹ nam đẹp hơn hoa. Changwu đã quá nổi danh với ngoại hình xuất chúng thuộc hàng top của K-pop, thì Moonbin lại hớp hồn vào cô gái với vẻ ngoài sáng sủa, hiền lành và nụ cười mắt một mí cực yêu.
Trong những tổ hợp visual trên đây thì bạn yêu thích nhất cặp đôi nào? Và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Chúng mình là Top Sohan và đừng quên like, share và biết sắc khoa để cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.